cho cá nó chạy ra. Nè, gỡ ra thấy lên ngớp lại nè. Quấn quá nè, gỡ lên cái nó sống lại kìa lên. Ôi trời trời, nhóc chân chị ơi. Nhóc chân chị ơi. Wow. Cá này mới đã nè, chim nó quấn cây phải rồi, nó ngọt nó dãy mà. Ở khúc này lục bình trà nhiều nè. Cá này ú rồi ha, có khúc luôn. Đi Vinh giờ dựa vô lục bình trà. Ồ, con cá này nó ú rồi thôi. Nó khúc. Mày vô. Bỏ này lớp, lớp, lớp. Ồ, đây nè Linh ơi. Nhỏ mà ú rồi chị, con này nhỏ mà ú. Con này ú thiệt nha. Đây, con này ú. Cái này nặng nặng hơn. Wow, 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 wow. Hai con luôn. Hai con. Tham nữa ha, tính kiếm hên kéo xa xa có con nào không. Tham à. Chó này nó ú nè. Mấy cái này nó mau ngọt á. Vậy chứ nãy giờ mình giao mình bỏ 2 tiếng là mình mới xem lại cuốn rồi. Nó lên nước là xíu là nó ngọt rồi. Mình bỏ được 2 tiếng mình mới cuốn. Chứ từ khi mình tiện quá ha. Đó. Wow. Con này bé. Con này đâu dãy nổi, gỡ ra mới dãy. Tăng hết trơn ha. Ồ, cũng này dính lại rồi Linh ơi. Đó, đó, đó. Dính
cây luôn. Ủa đây nữa. Ôi ơi, dính chùm luôn rồi. Coi còn nữa không? Tham. Tham hả? Cá mình bữa nay thấy vừa vừa không nghe. Nãy có con nãy bự đó. Mấy kỳ này dính dữ vậy. Tham quá, lúc này vắng quá vậy. Ít cỏ, ít cây. Bình nha. Bình, rồi cà. Vắng rồi. Chăng chỗ cái đó. Cá này nó uống dữ thiệt. À nó có một khúc một luôn. Đây nè Linh ơi, Linh ơi. Đây. Được chú nữa. Mình đã hết lớn rồi. Cái này dính dính mất tham ra chị à. Còn có không có mình phân mình mất buồn ngủ luôn. Im im rồi đó ha. Rồi ba chị em Hạnh lên quay lúa đang giả gạo nấu cơm. Cũng im rồi Linh ơi, kết quả mình nhấp lên rồi Linh. Đủ rồi. Đủ ăn bữa trưa rồi đó. Nhiều quá. Rồi Linh lên lấy thao đi Linh. Đây con này bự nè. Đủ ăn chưa lên? Đủ rồi đó. Như vậy rồi đó. Chụp ngoài con mấy
con hết rồi. Cho con bự nhất. Con này bự nè. Con nó muốn bằng cái mặt em luôn đó. Đi lên này đi. Đó giờ chưa ăn lần nào nè. Ngon lắm á chị ăn. Linh nói nấu canh là ngon, hái bông luôn. Cái này người ta bỏ giờ nó ra bông hết ha. Nó non thèo luôn hả chị ha. Ôi cái mùi nó nồng thiệt á. Cái xanh mà. Để mình lấy khúc gì nè, có bông có lá luôn. Cái bụi này nâu nè. Rửa tay luôn á. Cái ham luôn. Cái bụi này nó bự nè Linh ơi. Mới thấy cải xanh mà nó bự dữ vậy nè. Linh lại coi nè. Để lâu quá đó chị. Nè, bên này bụi nữa nè. Cái lá. Hôm nay là cái chỗ bông luôn rồi. Bụi châu Á luôn. Nè, bụi này nè. Thấy cái bụi cải. Ôi, cái bụi cải nó bự. Nè. Mới thấy cải xanh mà nó bự vậy đó. Này cái chắc nó già ăn nồng lắm ha. Cái định ra mà. Cái bụi bông thôi. Non nè. Nó mới nở bông luôn đó chị nha. Thấy. Ngon quá à. Giờ mình đặt ra mình nấu canh. Chị Hạnh chưa ăn bông cải thôi, bữa nay ăn cho biết. Chưa ăn.
khô rồi chứ, kêu cốc cốc rồi. Cốc cốc luôn hả Linh? Cắn khô. Nó chưa đi, để nó chưa đi. Đúng thiệt á. Khô ha. Đúng khó thiệt. Bông lên trần nha, trắng thao nè, nhận được rồi đó. Mà mình lấy nón mình quạt dê, mà mình dê cái mình lấy gạo ra, còn hộp nào nó còn sót thì mình lượm ra. Nào được rồi Linh ơi.
con đi lên. Gió quá. Bữa nay mình nấu cơm, mình chắc nước, lấy nước cơm ăn hết lên. Cơm chan cá kho hả? Cá chan. Lấy nước cơm này hồi em ăn với muối ớt là ngon lắm, lâu quá. Ngày xưa là khoái ăn nước cơm với bỏ miếng đường. Nhỏ em mua quậy nước cơm rồi em bỏ đường cho em uống không biết cái đâu. Có mấy đứa nhỏ cũng muốn vậy nha. Củi. Mì dinh với cải bẹ xanh, bông cải luôn nè. Mấy chị em hãy đi hái gì được sao bông cải ngon quá. Em ăn miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt. Cơm này hành lấy hồi ăn cơm luôn. Nước nó sợ, nó sợ nè. Hành xới lên cho nó bung một cửa cơm lên. Thơm quá. Rồi, để nắp khoảng 5 phút nữa là chín rồi. Lấy hơi.
chảo lên thắng nước ngọt kho cá. Nước mắm của hành xôi hành bò cá nha. Cá này hành văn lưới sáng, hành nó kho với nấu canh cải. Chính rồi, giờ anh bỏ hành vô chứ. Rồi cá hành chính rồi, giờ anh bỏ vô cơm. Linh ơi, dọn chén cơm Linh ơi. Ồ, có liền. Có liền nha, nhanh nha. Ủa, không có gì đó. Rồi cơm của hành nó chín rồi. Anh mời cô chú chị ba ăn cơm cùng mấy gian hành. Rồi lên nắp này coi, nắp đi rồi cơm luôn. Khui nắp này cơm, gạo lứt cho hai chị em, ba chị em mình đập đây. Cái chén em với cơm. Cơm này ba chị em mình đập đó. Cơm này nhớ là ngày xưa. Mời cô chú chị Hoàng ăn cá kho. Mời cô chú anh chị các bạn ăn cải nấu canh cá mè Vinh. Ăn thử gạo này chị. Chị ăn cá thì nấu canh. Ăn cái bột bột giống 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 nếp thang ăn vậy ha. Giống nếp vậy. Ừ, nhìn không có giống cơm của mình ha. Vậy ăn thôi nếp thang vậy. Nó dẻo mà cái hộp cơm nó ngon không? Ngon. Cải thì nó nồng nồng nó. Mới ăn cơm thấy ngon lắm. Thấy cái hộp nó bung ra nè, hơi hơi à. Cái hộp lửa này nó bùi nha. Đó giờ lần đầu tiên ăn luôn á chị, mới ăn cơm gạo này luôn đó. Cải nó nồng ha. Cải xanh mà, nó nồng. Nhai cái hộp gạo nó dẻo đó, mà nó như cái từng như hộp nếp nó lấy vỏ ngoài á. Lần nữa dính cá với hành là đập cái đống trà mà cá dính quá trời luôn. Nói giờ hành cũng mới ăn cơm đầu tiên luôn. Cải cá được không ạ?
sao nó đã rồi. Sực 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 giống bắp. Giống bắp đúng rồi, bắp hầm á. Đúng rồi. Bắp hầm thường thường ra ấy luôn nè. Nha nó ngày sực sực cũng ra hoài à. Ừ. Thì như nó tốt nữa đó. Sáng mà kia mình đập thì có bữa cơm hay ngon à. Ngày nào mình cũng có thời gian mình đập như hết ngon lắm. Xong chưa thấy no chưa? No rồi đó. Cũng no rồi đó. Rồi mình nghỉ ngơi chút đi rồi mình đi săn bắt tiếp tục. Rồi, mình nghỉ ngơi tí rồi đi săn bắt. Cái này hết kinh ngạc trên đây luôn rồi.